Một con người mà ích kỷ, một con người mà hẹp hòi, cố chấp, dù là tu sĩ, tôi không tin rằng một vị nào có thể nói là phạm giỏi. Bởi vì cứ theo đây mà nói là bởi vì các vị đó không thể nào có một biện tài nào cả. Khó mà giá trị có từ từ có biện tài về 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 nghĩa đi nữa thì cũng không thể có biện tài về pháp, và vì vậy không thể có nhào thuyết biện tài được. Họ có thể một nhà hùng biện ở đây nhưng chưa phải là biện tài của ngài dạy. Một cái người nói pháp để khích lệ người ta giải thoát phấn khích, không phải là một nhà biện tài thông thường. Thì biện tài của ngài dạy là vậy. Giờ tôi xin đi đến đoạn nữa. Điều phục. Đức Phật đoạn này có khai khen người là ngài Sariputta, như vậy là chứng tỏ ngài Sariputta là ngài một vị hành thiền định rất nhuyễn, rất giỏi về thiền định, và ngài có bốn biện tài vô ngài. Thành tu pháp, bảy pháp này cả tỷ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Ở đây này cả tỷ kheo thiền xảo về định, thiền xảo về nhập định, thiền xảo về an trụ định, thiền xảo về sức khỏe định, thiền xảo trong sự thoải mái của định, thiền xảo trong cảnh giới của định, thiền xảo trong ngày dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này này cả tỷ kheo điều phục tâm mà không để bị tâm điều phục. Thành tựu bảy pháp này cả tỷ kheo Sariputta điều phục tâm thế nào là bảy. Ở đây này cả tỷ kheo Sariputta thiền xảo về định, thiền xảo nhập định, thiền xảo an trụ định, thiền xảo xuất khỏi định, thiền xảo trong sự thoải mái về thiền định, thiền xảo trong cảnh giới định, và thiền xảo trong dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này này cả tỷ kheo Sariputta điều phục tâm mà Sariputta không. Một vị mà giỏi thiền xảo mấy cái định này, đấy chỗ này là rất cao rồi. Chỗ này là một vị phải đi vô diệt thọ tưởng định nào, phải đi qua, phải nhuần nguyện diệt thọ tưởng định nữa. Cái định thứ 9 á, thì vị này mới gọi là thiền xảo tất cả định. Tuy nhiên là cái vô định nó có nhiều cái cấp độ trong định khác nhau, nhiều cái định nó có vô số cảnh giới định khác nhau đó, những cái khả năng đi vô định khác nhau, ngay cùng một cảnh giới định cũng vậy, cũng khác nhau, khả năng và khác nhau. Là có khả năng nhập, có người nhập khó, mà trú thì giỏi, mà xuất cũng khó. Có người giỏi, nhập khó, xuất khó. Có người trú giỏi, mà nhập giỏi, mà trú cũng giỏi, mà xuất khó. Mà có người ấy, là nhập cũng giỏi, mà tuy nhiên là mình muốn vào định nào là vào ngay tức khắc, lao để cái tâm khởi tâm đi vào liền. Ví dụ tôi đứng ngồi như thế này, đứng nói như thế này mà bỗng dưng tôi khởi tâm này, là nhiếp vào tự định liền, nhiếp là vào tự định liền, đó gọi là nhập. Rồi khi vào tự định là tôi muốn trú như thế nào đó, khéo trú trong tự định, muốn trú và di chuyển trong cái cảnh giới của tự định đó như thế nào đó, qua lại như thế nào, theo ý muốn của mình, gọi là di chuyển trong cảnh giới đấy. Và trong khi ở trong định đó nó có những cảm thọ lạc mà mình cũng khéo thỏa mãn trong cái lạc đó mà vẫn dạy giác định, vì thế gọi là thiền xảo, đi vô đi ra trong các định đó một cách như ý muốn của mình, gọi là thiền xảo. Thì cái này không phải là dễ dàng, nhưng mà vì mà phải đạt được diệt thọ tưởng định rồi may ra mới có những cái thiền xảo này. Và dĩ nhiên là có những vị khả năng giới hạn, có những vị là thiền xảo cả xuất cả nhập cả trú. Thì trong giáo hội Đức Phật, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất đều là thiền xảo xuất nhập trú cả. Nhưng mà thiền xảo nhất, nhuần nhuyễn nhất, mà thiền xảo nhất và có thể ví được, nghĩa là ngang bằng với Đức Thế Tôn về mặt này, là Tôn giả Ca Diếp. Ngang bằng Đức Thế Tôn về trí tuệ là Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngang về cái thần thông, về cái thần túc thông là Tự Nhiên Túc đó, là Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng ngang bằng về cái thiền xảo nhập định, xuất định và trụ định là Tôn giả Ca Diếp. Tôi kể câu chuyện như thế này để quý vị biết là như hồi nãy nói là Tôn giả Ca Diếp là bình thường có nhiều người khinh, như bên ni có nhiều vị, bên tăng cũng có nhiều vị khinh thường. Họ định nổi mà họ đồn lên với nhau thì có dư luận đấy, xì xào nói rằng là Tôn giả An Nan mới là bậc đức trọng, còn Tôn giả Ca Diếp không phải là bậc đạo cao đức trọng, bởi vì cái vẻ của ngài hành khổ hành rồi, cái vẻ của ngài gần như khó tính, mà ngài đi dạo giới, ngài nói chuyện ngài nghiêm đến đâu mà thầy sai là ngài chỉ, ngài hạch, ngài hỏi, ngài khuyên, ngài dạy, ngài thì hành ngài là vậy đó, rất mà cái hành là mình nói cũng khó khăn, nói ít nói khó khăn. Rồi vì vậy cho nên chi các vị có cái cảm giác là ngài không phải là người đức cao, đạo cao đức trọng, thì có cái vẻ hơi khinh thường. Thánh Đức Phật sợ như vậy là tổn đức và tội cho thánh chúng. Ngài mà họp tăng chúng lại, ngài tuyên bố là Tôn giả Ca Diếp là một người đệ nhất về thiền định, tuy nhiên là thiền xảo nhập định, xuất định và trụ định ngang bằng Thế Tôn. Như vậy để cho các vị khởi tâm tôn kính này, để biết được cái khả năng giải thoát của ngài, như vậy để khởi tâm tôn kính chứ cổ phước, và đừng khởi người tâm mà khinh khi là có tội ấy. Thì ngài một kiện ngài rồi Ca Diếp, thì Đức Phật dạy như thế này: bất cứ lúc nào muốn xúc, bất cứ định nào muốn nào, thì Tôn giả Ca Diếp làm như ý muốn, và khả năng đó ngang bằng khả năng Thế Tôn.
Chỉ có Đức Thế Tôn có khả năng đó, nhưng mà trước Đức thôi. Còn ngoài ra, cả vị A La Hán khác không phải vị nào cũng có thể có khả năng đó cả. Và cái khả năng mà nhập định xuất định này là khả năng thuộc về tấm giải thoát. Đây là thuộc về định mà thôi, tấm giải thoát. Thành cái tấm giải thoát nhiều cấp độ, nhiều kinh nghiệm khác nhau lắm, chứ nhiều cấp độ khác nhau, trong có cao có thấp. Vì có cao có thấp nên có định nhất. Trong cái khả năng này quý vị biết sao không? Tôi xin kể tiếp một câu chuyện nhỏ nhỏ để quý vị nghe, để qua câu chuyện quý vị hình dung ra được cái sức mạnh của cái tấm giải thoát này. Sức mạnh, thì sức mạnh của thiên đình ấy, gọi là tấm giải thoát. Cái này là đi vô thực nghiệm, mà mình cũng thể chứng minh cho người khác biết được. Cái này là cái pháp thực nghiệm, cái pháp như vậy thôi, chứng nghiệm. Như đoạn hai đồng kinh vừa rồi là Đức Phật khen Ngài Xà Lợi Phất là một vị mà thiền xảo xuất nhập cụ đình, và Ngài là bổn biểu tài của Ngài đó. Thì sự việc nó sẽ ra như thế này. Thường là trong cái cuộc sống ở trong tăng chúng là Ngài rất khiêm tốn, và Ngài không bao giờ biểu hiện ngay cả trí tuệ Ngài. Chỉ trừ khi Thế Tôn tuyên bố để thỉnh chúng mà biết Ngài là đệ nhất thiên tuệ, chứ còn Ngài cũng khiêm tốn. Mà thiền định không ai biết Ngài là giỏi về thiền định, thiền xảo về thiền định cả. Ngài dù là Ngài thiền định rất sâu trong thiền xảo mà cũng ai biết. À, bữa đó một buổi tối, là tối hôm đó là gặp tối Bồ Tát ấy, thì các chư tăng cũng cạo tóc chuẩn bị Bồ Tát á, Bồ Tát á, giữa tháng trời sừng trắng đẹp, thì Ngài Xà Lợi Phất mời Ngài một kiền liên mà mời tôn giả Xà Lợi Phất, hai tôn giả ra ngồi hai gốc cây ngắm trắng đẹp rồi thanh thản rồi để ngồi gốc cây, thì hai vị ngồi hai gốc cây rồi nhập định. Thì các ngài thì thường thường hay nhập định, rồi nhập định thì trong khi mà nhập định như vậy là có ba bộ cũng giờ xoa đi ngang qua. Giờ xoa là mình hay gọi là má, mà đấy phải là lời má, loài giờ xoa trên trời là loài có thân thống á. Thì có giờ xoa nó húng là nó ghét như chua, mình thấy đầu trọc là ghét rồi. À, không biết kinh nghiệm nó ráng mang gặp đầu trọc ghét, mình thấy ngay ngay Xà Lợi Phất ngồi thấy gì ghét rồi thôi, nói gì ghét mà chúng đệ tử cũng cu đao mà gì. Ồ, nghĩa này Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta sau khi thân thực ta phát đi xong, sau buổi ăn trên con đường đi, Thế Tôn sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Đức Thế Tôn: ở đây bạch Đức Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y cầm y bạc đi vào Savatthi để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp, và câu chuyện sau đây khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được tán thán. Rồi bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong xã pháp và luật này có thể nêu rõ một vị tỷ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do điểm số 5 không, số 5 chăng? Này Sariputta, trong pháp và luật này không có thể nêu rõ một tỷ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do điểm số 5. Bảy sự thù diệu này, này Sariputta, sau khi với thắng trí ta từ chứng ngộ, chứng đạt, an trụ và chuyên thuyết, thế nào là bảy? Ở đây này Sariputta, tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và ai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh khát vọng thiền tịnh trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh cẩn, tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, tha thiết thể nhập trí kiến và trong tương lai khát vọng thể. Này Sariputta, bảy thù diệu sự này được ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trụ và chuyên thuyết. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Sariputta, tỷ kheo, nếu trong 12 năm chỉ phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 24 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 36 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa nói vì tỷ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 48 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được tán thán. Nhà đó là đoạn kinh trải dài. Kinh này, đoạn này gọi là thù diệu sự. Thù diệu sự là các cái sự việc mà đáng được ca ngợi tán thán, gọi là thù diệu sự.
câu chuyện xảy ra là đây cũng cho chúng ta có tìm hiểu nhiều vấn đề trong sinh hoạt của tăng đoàn của Đức Phật. Là thời Đức Phật tại thế, các ngày buổi sáng thường thường là không có đồng hồ nhìn mặt trời để đi khất thực, nhưng mà Đức Thế Tôn cũng như các đại đệ tử của ngài có những lúc thì giờ đã rảnh, mà là gần như hơi sớm đối với giờ khất thực, vì bạn đi tản bộ xung quanh cái vùng mà mình sắp sửa khất thực ấy, rồi đến hoặc là nói pháp cho một vị tiều phu, hoặc là nói pháp cho một người nhà nông, hay cho bất cứ một người nào qua đường, hoặc là một nhóm trí thức nào đó, hoặc là một nhóm du sĩ ngoại đạo. Và ở đây chúng ta thấy rằng đương thời thỉnh thoảng vẫn đến trao đổi nói chuyện với các cái nhóm ngoại đạo tu, họ tu ở lân cận. Và trong này cũng có một cái điểm thứ hai nữa là cái danh từ tỷ kheo không phải chỉ có xưng gọi các đệ tử Đức Phật, mà các đệ tử ngoại đạo, các du sĩ ngoại đạo họ vẫn gọi là tỷ kheo. Đó là mấy cái điểm mà mình để ý về sự về cái sinh hoạt của tăng chúng. Thì khi Tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm một cái nhóm ngoại đạo, ngài đến chào hỏi thân hữu, đó là cái thủ tục người xã giao, rồi ngài xuống ngồi xuống một bên và lắng nghe các người ngoại đạo nói chuyện. Thì cái câu chuyện họ đang bàn thì là như thế này, họ nói rằng là nếu như với một vị tỷ kheo mà trong 12 năm mà viên mãn phẩm hạnh thì vì thật là đủ đối với vị tỷ kheo này để được tán thán. Đó là cái lời của tu sĩ du sĩ ngoại đạo tuyên bố. Và dĩ nhiên là Tôn giả Xá Lợi Phất đã thấy có một cái gì đó trục trặc ở bên trong rồi, cái gì đó không ổn định trong cái câu nói lời tuyên bố đó, cho nên ngài mới không tùy hỷ. Nhưng mà ngài cũng không tán thán, không tùy hỷ, không tán thán, nhưng mà ngài cũng không chỉ trích. Cái thái độ của ngài là vậy, cái điều gì mà phù hợp thì mình trao đổi, điều gì không phù hợp thì mình yên lặng, chứ đừng có chỉ trích. Và đây cũng là một thái độ của Đức Tôn giả Xá Lợi Phất, là một thái độ mà rất đáng được các vị tỷ kheo học hỏi. Là bởi vì không nên chỉ trích và không nên tranh nào, nó tạo ra những cái bức xúc cho mình và cho họ, những cái sầu muộn, rồi nó biểu lộ những cái thô hành mà không có tính cách thuyết phục họ. Ngài yên lặng, không tán thán mà không chỉ trích, rồi ngài mới khởi lên ý nghĩ rằng là cái việc này ngài phải bắt Đức Thế Tôn, đến chính Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ chứng đạt chân lý sau cùng, ngài tuyên bố sự thật về cái câu nói đó. Thì ngài về bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Thế Tôn, có phải trong pháp và luật này là pháp luật của Đức Phật á, người một vị tỷ kheo đáng được tán thán là căn cứ vào cái số năm không, cái số năm tu tập á, mà trong này còn nói rõ là số năm hành trì phẩm hạnh, tất nhiên là người không phẩm giới gì đó, họ giữ oai nghi tu tịnh thanh tịnh cái hình thức đó. Thì lạc nữa mình sẽ đi vào cái ý nghĩa của người du sĩ này nói và ý nghĩa của Đức Phật tuyên bố về cái nghĩa phẩm hạnh. Thì như quý vị biết ấy, là ngài đã thắc mắc, ngài đặt câu hỏi, là ngài đã nghi ngờ cái nội dung của nó. Ngài hỏi rằng là trong cái pháp luật của Đức Phật ấy, có phải một vị tỷ kheo giá trị giải thoát của một vị tỷ kheo có phải căn cứ vào số năm tu tập không? Thì Đức Phật trả lời ngay là không có chuyện đó, không căn cứ vào số năm tu tập. Mà ở đây chúng ta có liên hệ đến vấn đề gọi là hà lạp hay là tuổi hà của các vị tỷ kheo. Và vì vậy trong cái vấn đề mà sinh hoạt tôn giáo mình cũng đừng nặng lắm về hà lạp. Đối với Đức Phật đương thời, cái đạo Phật là đạo trí tuệ hoàn toàn, hành từ tất cả vấn đề giá trị phải đặt nặng, phải lấy cái chút đích, cái tiêu chuẩn, chuẩn mực là trí tuệ giải thoát, chứ không phải là không căn cứ vào giới, căn cứ vào năm tu. Giới có căn cứ, nhưng mà rất tệ nhì, lạc nữa chúng ta sẽ đi vào. Còn cái năm tu không thể nói căn cứ vào tuổi đạo để là nói rằng vì đó đáng được tán thán hay không được tán thán. Cái năm tháng nó không nói được gì cả nếu như mà không có sự giải thoát. Cái cây nó sống ở trong cuộc đời này rất lâu, ví dụ như nó sống trong cái tình xã rất lâu, thì so với cái năm tháng mà ở trong đó một vị tỷ kheo nào đó là chắc gì bằng cái cây sống trong tình xã đó, hay là bằng cả cái sự vật mà có mặt trong tình xã đó. Thì năm tháng không nói gì được cái giá trị là trí tuệ giải thoát. Cho nên khi Đức Phật trả lời ngay rằng là ở trong pháp luật này không căn cứ vào năm tháng để một vị tỷ kheo đáng được, để xét định là vị tỷ kheo có đáng được tán thán hay không, đó là vấn đề. Và tuy vậy nhưng mà không phải vì vậy mình chống đối rằng là mình bất chấp hà lạp, không phải như vậy. Bất chấp cái tuổi đạo, không phải. Là trong cái tổ chức thì nó còn trực tự, còn cái hình thức tổ chức của nó. Thành thử thường thường trong những cái buổi thính giới thì các vị ngồi theo thứ tự hà lạp, cái tuổi thọ giới.
Là bởi vì thông thường tất cả các vị thì một số đông các vị tỳ kheo không có chứng đắc quả thánh, thành sắp đặt theo cái hà lạp để ngồi từ trước sau. Nhưng mà với những vị tỳ kheo nào đắc a la hán rồi thì vấn đề đó không sắp đặt theo cái năm tháng tu hành nữa. Thì bằng chứng mình thấy là ngay cả những vị tỳ kheo giác ngộ rồi đắc a la hán, đắc hữu học hay vô học rồi thì cái xếp đặt cao thấp ở trong giáo chúng giáo hội Đức Phật cũng chẳng thử vào trí tuệ giải thoát cao thấp mà thôi. Ví dụ tôn giả Xà Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên là hai tôn giả mà được Đức Phật chọn làm đệ nhất và đệ nhị đệ tử trong hàng giáo đệ hạ đệ tử của ngài. Thì hai vị này đến tu đến vị Đức Phật là sau 1000 vị, tất nhiên là sau năm thứ nhất, mà sau mùa ăn cư thứ nhất ấy, thì lúc bấy giờ Đức Phật có 1000 đệ tử và phần lớn trong 1000 đệ tử này đều đắc a la hán cả. 1000 đệ tử trong đó có năm anh em tôn giả Kiều Trần Như và có các anh em của nhóm ngài Cái Diệp mà thờ thần lửa đó chứ không phải ngài Đại Cái Diệp. Thì là tất cả là 1000 vị đều là có hạ lạp tuổi lớn hơn ngài Xà Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, tuổi đời cũng lớn hơn nè. Ngài Cái Diệp tôn giả Cái Diệp tuổi đời còn lớn hơn tuổi đức của Thế Tôn nè. Vậy mà khi vừa chứng ngộ xong thì tôn giả Xà Lợi Phất đắc đại tuệ, là đệ nhất trí tuệ của ngài, gọi là thệ nhập pháp giới, và Đức Phật tuyên bố thì ngang bằng Thế Tôn, biết rõ pháp giới ngang bằng Thế Tôn, và thần thông thì tôn giả Mục Kiền Liên có thể ngang bằng Thế Tôn về mặt thần thông. Mà hai vị đó là nói thần thông tất nhiên là cũng là trí tuệ nữa, là ngài Mục Kiền Liên có trí tuệ rất lớn sau ngài Xà Lợi Phất mà thôi, nên Đức Phật chọn làm đệ nhất và đệ nhị đệ tử. Nhưng về cái giá trị rõ ràng là căn cứ vào trí tuệ giải thoát, chứ không phải là căn cứ vào hạ lạp, cũng phải là căn cứ vào giới, không phải căn cứ vào thiên đình. Vì thế rõ ràng ở đạo Phật là rõ ràng như vậy, nhưng trong cái tổ chức mà đông thỉnh chúng thì phải căn cứ vào cái gì đó để sắp đặt có cái trật tự. Vì vậy cho nên cái vấn đề trật tự trước sau và sự kính trọng trong giáo hội, kính trọng người trưởng thường, các bậc trưởng lão lớn tuổi hà là vì vậy, nó có một cái gì đó cũng là lịch sử và văn minh, nhưng giá trị thực sự thì không phải nằm ở cái năm tháng tu hành. Quý vị nhớ quý vị nhớ lại thì đoàn kinh trung bộ mà quý vị học là có hai người đệ tử ngoại đạo, thầy và trò đi sau lưng Đức Phật, một người tán thán và một người ông thầy thì là chỉ trích Đức Phật. Mà trong trường bộ kinh ấy, cũng đầu cũng nói đoạn này Upiya đó, một người học trò thì tán thán Đức Phật, còn người thầy thì chỉ trích. Mà tất cả những lời tán thán của người học trò là toàn về giới, đại giới, trung giới, tiểu giới của Đức Phật. Đức Phật là một bậc thánh tịnh thế này, Đức Phật ví dụ như Đức Phật không đi xem hạ, Đức Phật không ăn ngày ăn quá bữa, vân vân, là toàn những chuyện đó là cá người Đức Phật. Thì quý vị thấy là Đức Phật xác nhận, sau đó Đức Phật dạy, một người nào mà cá người Thế Tôn quá cái phòng hành, quá cái đại giới, trung giới, tiểu giới thì cái đó không phải là người trí tuệ. Người kẻ đó là kẻ phàm phu ca người Thế Tôn. Người nào ca người Thế Tôn về thiên đình thì kẻ đó cũng phải là bậc trí tuệ, kẻ đó chỉ là phàm phu ca người Thế Tôn. Một bậc mà tán thán Thế Tôn đúng mức là phải tán thán trí tuệ giải thoát của Thế Tôn. Vì đấy đạo Phật như vậy tôi gọi là nỗi bậc thì nét trí tuệ, và cái chỗ cái đích đến là trí tuệ, và một bước đi cũng cần có cái trí tuệ hướng dẫn. Tất cả cái giá trị giải thoát là đều căn cứ, đều nương tựa vào trí tuệ này cả, thành ra giá trị là đặt trọng tâm ở trí tuệ. Khi mà vừa dạy xong, Đức Phật xác định là không căn cứ, một vị tỳ kheo không căn cứ vào năm tháng để mà xác định vấn đề của đáng được tán thán hay không. Nhưng mà đi còn vấn đề là người ngoại đạo tuyên bố 12 năm mà viên mãn phạm hạnh. Là cái vấn đề, cái câu nói nó chưa tròn, chưa rõ. Bởi vì cái chữ viên mãn phạm hạnh trong 12 năm của người ngoại đạo là nó có tính cách hình thức. Bởi vì chắc chắn là hình thức rồi, là bởi vì người ngoại đạo là không có trí tuệ giải thoát. Họ không có chánh giới, họ giữ cấm thủ, họ không có chánh định của đạo Phật. Thành câu nói đó là nó nằm trong cái ý nghĩa của người ngoại đạo mà thôi. 12 năm tròn phẩm hành, thành thì câu nói đó chưa nói gì được. Nhưng chắc chắn là cái ý của họ là rõ ràng là thánh tịnh ở mặt hình thức, hình tướng. Phẩm hành ở mặt hình tướng. Cho nên Đức bị dạy như thế này. Nếu như có một vị tỳ kheo mà thành tụ 7 cái điều đáng được các người tán thán là 7 thu dụ sự. Là đó là hiện chứa, hiện tại là khát khao hành trì học pháp, là tất cả những cái pháp của vị tu sĩ, một người tu hành mà phải làm học và hành á, gọi học pháp người chung là học pháp hành giới và hành thiền định, và trong tương lai còn khát vọng trong tương lai hành trì học pháp nữa, đó là một thiết tha quán pháp, trong tương lai khát vọng quán pháp, thiết tha nhiếp phục lòng dục, tất cả cái này là chuẩn bị đi vào định á, giới học pháp đó và cái quán pháp quán vô thường khổ vô ngã để cho nó đoàn trừ lòng dục đó, và nhiếp phục lòng dục. Dục này là nói rõ là dục
dục này là ngũ dục lạc, để đi vào định. Tiếp theo nữa, một bước nữa là thiết tha hành thiền tình, là đi vào trong định, đi sâu vào định, và trong tương lai cũng khát vọng vào thiền định. Rồi cần phải phá vận dùng các chi phần tính tần, tính cần, tính tận, là để đi sâu vào định và để mà đi sâu vào tuệ nữa. Rồi tiếp theo đó là một cái bước sau cùng là thiết tha niềm tuệ, và trong tương lai khát vọng niềm tuệ. Niềm tuệ là hướng tâm về tuệ để cầu đắc được tuệ, tuệ giải thoát. Ở trong định, từ trong định thì tuệ mới khởi, mới đắc được tuệ. Thành thử bảo là khi mà khát vọng hiện tại khát vọng về trí tuệ đó, mà trong tương lai còn khát vọng trí tuệ, thì ngang đây một vị tỳ kheo ngang đây chưa gọi là một vị tỳ kheo hoàn tròn phạm hạnh, là bởi vì như vậy là chưa đắc được tuệ, cho nên chưa tròn phạm hạnh, vẫn còn khát vọng. Chừng nào còn khát vọng, còn mong chờ, còn mong ước, cũng nghĩa là còn cách xa, chưa tròn. Nhưng mà nếu tròn được bảy chí phần này rồi, mà trong 12 năm, nếu trong 12 năm mà tròn phạm hạnh, và phạm hạnh theo thì tôn nghĩ khi nào người một vị tỳ kheo tròn phạm hạnh là vì đó phải đoạn tận lậu hoặc, là phải từ a la hán mới tròn phạm hạnh. Hay nhớ như vậy, thành kinh nghiệm một vị tỳ kheo đáng được tán thán thực sự là phải một bậc a la hán tròn phạm hạnh. Nếu trong 12 năm, mà nghĩa là trong 12 năm với điều kiện là 7 cái học pháp đó, 7 thu diệu sự đó được hoàn bì và tròn phạm hạnh nữa, tuy nhiên là vừa đủ, tuy nhiên là vừa các vị này cho đến cái mức độ này là vừa tròn trí tuệ, vừa đắc được trí tuệ, vừa đoạn trừ được lậu hoặc, khát vọng niềm tuệ rồi đắc được trí tuệ đó, thì như vậy mới là gọi là xứng đáng được tán thán, vừa đủ để tán thán vị kheo. Thì 12 năm cũng được, mà 24 năm cũng được, 46 năm cũng được, 48 năm cũng được, chuyện đó Đức Phật không đặt vấn đề. Thành thì giá trị không phải 14 năm hành hình tướng vị kheo, cũng phải 24 năm hành hình tướng vị kheo, cũng phải 46, mà cũng phải 48, không phải chuyện đó. Nhưng mà cái giá trị chỉ đặt ra chừng nào mà có thành tựu 7 chi phần đó và phạm hạnh viên tròn, mà phạm hạnh viên mãn đó là đắc được cái trí tuệ giải thoát, đoạn trừ được cái lậu hoặc, tự nhiên là tròn cái phẩm hạnh đó là a la hán. Thành thị trong cái đức tính mà cái thành tựu, ba cái thành tựu được ghi nhận của vị a la hán gọi là phạm hạnh dị thành hay là dị lộc, phạm hạnh dị lộc hay dị thành, xong rồi xong phạm hạnh rồi. Tự nhiên là sợ tác dị biến, việc chỉ cần làm đã làm xong rồi, tự nhiên là gánh nặng đã đặt xuống, lúc đó mới gọi là phạm hạnh viên mãn. Thì đây mình phải hiểu như vậy. Thành cái giá trị là giá trị đã được tán thán và ca ngợi là trí tuệ giải thoát, ít ra là gần ở cái mức độ giải thoát, là chỗ khát vọng trí tuệ, tuy nhiên phải qua cái bước thiền định mới niềm tuệ mới thành tựu khát vọng trí tuệ giải thoát. Nên đó là cái giá trị của đạo Phật đó. Nhưng mà Đức Phật tránh, ngài cũng nói nhẹ nhẹ để cho mình biết rằng là thực sự dù cho cái phạm hạnh cái giới cũng vì chưa đạt được định, chưa vào được tuệ, nhưng cái giới cũng được đạt được thánh giới ốm, nó cũng đạt được ca ngợi, cho nên ngài nói nhẹ nhẹ không có loại bỏ. Ngài cũng có đề thẳng rằng là giới không cần, giới rất cần thiết, bởi vì cái thành tựu của định uẩn và tuệ uẩn là căn cứ vào giới uẩn, cho nên học phải thành tựu giới uẩn đã, nghĩa là phải có cái cơ sở, cái bước đầu tiên thành tựu đã, sau đó nhân đó mới thành tựu được định uẩn và tuệ uẩn. Cho nên cái phẩm hạnh mà gọi là cái phần mà theo cái nghĩa của người ngoại đạo nói là cái hạnh của vị tỳ kheo giữ giới ấy, thì cả đạo cần thiết cần trụ giới. Còn cái phẩm hạnh mà ở trong đạo Phật để mà thành tựu ở chỗ thành tựu là phải a la hán. Nhà tôi sẽ đi tiếp thù diệu sự tiếp theo. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở Kosambi tại khu vườn Gosita, rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y mỹ bạc đi vào Kosambi để khất thực. Tôn giả Ananda suy nghĩ thật là quá sớm để đi khất thực ở Kosambi, về ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đi đến nói lên với du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào hỏi, chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên, giống như đoạn trước. Ở đây này Ananda, tỳ kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có lòng nghe nhiều, có tính cần tính tận, có chánh niệm, có trí tuệ, 7 thù dù sự năng được ta tự mình về thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trụ và chuyên thuyết. Thành tựu 7 thù dù sự này Ananda, tỳ kheo nếu trong 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 24 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 36 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong hành trì phạm hạnh mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỳ kheo đáng được tán thán. Vậy cũng như đoạn trước, đoạn này thì Đức Phật dạy 7 thì dù sự đó nội dung nó khác nhau, nhưng thực sự đi cũng giống nhau mà thôi.
bên kia thì nói thì khát vọng hành trì học pháp, thì phải khát vọng cái quán pháp quán, khát vọng thiền định, khát vọng tinh tấn, khát vọng trí tuệ. Thì đấy thì nói có lòng tin, có dầu hộ, có lòng sợ hãi như bảy pháp phần trước. Tin, có lòng tin kiên cố vào Phật pháp tăng tăng bảo, có biết xấu hổ sợ hãi về các việc làm sai trái, có đa văn nghe nhiều học nhiều về tính cảnh tính cảnh để thực hành thiền định, và có chánh niệm để cho đi đến cái kết quả là có chánh niệm. Rồi đây là thành tựu về thiền định á, cái bước đầu tiên. Rồi tiếp theo đó là có trí tuệ, là thành tựu về trí tuệ. Thì như vậy với một tỷ kheo mà khi nào có đầy đủ cái giới định tuệ, thành tựu giới định tuệ gọi là thành tựu tam vô lậu học á, thì như vậy mới là một vị tỷ kheo đáng được tán thán, đáng được ca ngợi. Và như vậy mới thực sự là gọi là thù diệu sự. Quý vị thấy thành ở đây cũng vừa xác định rõ ràng là tất cả cái giá trị giải thoát của đạo Phật, mà cái tín yếu nhất phải nói là giới định và tuệ. Và giới nó là thánh giới uẩn, giới đó là được hành trì bởi một vị có chánh kiến thực sự, có trí tuệ thực sự. Định cũng vậy, định này là định thánh, định uẩn là cái định mà đưa tới giải thoát thực sự, được điều động, được hành trì bởi những vị có trí tuệ thực sự, trí tuệ giải thoát của đạo Phật thực sự. Còn ngoài đạo vẫn có định, nhưng định đó là định ngoài đạo. Họ có giới, nhưng giới đó là giới cầm thủ. Họ giữ những cái giới kỳ quặc lắm, những giới đó chỉ hành khổ, chỉ ép sát và chỉ nuôi dưỡng những cái vọng tưởng, vọng niệm tà kiến mà không đưa đến giải thoát. Hành tới cái giá trị thực sự của vị tu sở dĩ có là bởi vì vì đó thực hiện lời Đức Phật dạy về thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Bây giờ đến phẩm tiếp theo là phẩm Đại Tế Đàn. Thưa quý vị, về cả cái bản kinh này có nhiều đoạn nó trùng nhau, nó hơi mệt mỏi cho quý vị, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tìm một cái cách gọi là khéo tạc ý, khéo lắng nghe và khéo tạc ý, nghe lại lời Đức Phật. Chính bản thân chúng tôi cũng nghe, đọc rồi nghe lại, bởi vì mình quý là quý ở lời Đức Phật dạy. Dù là một lời rất giản dị, nhưng chính lời Đức Phật dạy mình nghe nó có những cái án ủi, cái điều án ủi, và nghe nó có thể khởi lên trí tuệ. Còn những cái lời mà của chúng tôi nói nhiều khi nghe vui tai, nhưng mà thực sự không giá trị bằng những cái lời dạy mà chính của Đức Phật. Phẩm Đại Tế Đàn. Này các tỷ kheo, có bảy thức trụ này, thế nào là bảy? Có các loài hữu tình, này các tỷ kheo, thân khác, tượng khác, ví như loài người, một số thiên nhân, một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trụ thứ nhất. Đây tôi đi từng phần. Đây gọi là có bảy thức trụ. Bảy thức trụ là tự nhiên có những cái bảy cái chỗ, bảy cái cảnh giới mà có mặt cái thức, gọi là bảy thức trụ đó, có mặt cái thức. Thì đó là bảy cái chỗ trụ nào, bảy cảnh giới nào. Thì thứ nhất á, cái cảnh thứ nhất là loài người là một, và thiên nhân là hai. Mà ở trong loài người thiên nhân này á, thì nó có một cái sự kiện. Cái loài thứ nhất này là thân thì khác, mà tượng cũng khác. Thân khác là như thế này, như quý vị chúng tôi chẳng hạn, mỗi đứa có cái thân khác nhau, độc lập và khác nhau, không ai giống ai hết. Người cao, người thấp, người đen, người trắng, người như thế này, người thế kia, người đẹp, người xấu, cái thân khác nhau. Hai người sinh đôi cũng khác nhau, hai người sinh đôi mà cũng tính tình khác nhau, đi đứng khác nhau, dáng điệu khác nhau, hẳn cũng có những cái khác nhau trong là thân khác. Mà tượng thì càng khác nữa, tượng là mỗi người nhìn mỗi cách, đồng sàng dị mộng. Mình ở trong đời này mỗi người hướng với mỗi nghĩ và mỗi cách thôi. Người tin này, người tin kia, người nghĩ này, người nghĩ nọ, gọi là tượng khác mà thân khác. Thì loài đó là người mình là thuộc loài đó nè, tượng khác mà thân khác. Chư thiên cũng là có tượng khác và thân khác, chư thiên cũng vậy. Thì trong cái loài người này và loài chư thiên này có thức trụ, có mặt của thức. Loài thứ hai, có các loài hữu tình, này các tỷ kheo, thân khác nhưng tượng là một. Như là phàm chúng thiên được sanh nhờ chứng sơ thiền, đây là thức trụ thứ hai. Gọi phàm thiên thì quả cảnh trời nào mà quý vị đọc trong kinh mà có chữ phàm á, đó là sơ thiền, là sơ thiền của sắc giới. Có chữ phàm là sơ thiền, có chữ quang là nhị thiền, và có chữ tỉnh là tam thiền. Qua bên cái quả tứ thiền này khác rồi, gọi là quả vô phiền vô nhiệt vân vân, là mấy cái khác nhau rồi. Còn hệ mà có chữ phàm là sơ thiền, có chữ quang là nhị thiền, và có chữ tỉnh là tam thiền. Thì cái cõi sơ thiền sắc giới này á, nó đặc biệt chúng sanh ở cái cõi này á, là thân thì khác. Như vậy là có cái thân sắc, thân hào quang, thân ánh sáng, các vị thân khác nhau. Tuy là gọi là chư thiên, nhưng thân khác nhau, vẫn có cái khác nhau. Nhưng mà tượng là một,
cõi sơ thiền chỉ có một cái tượng giống nhau thôi, chắc có lẽ là hoạt động trong tâm và tử, trong năm cái thiền chi tâm tử hỷ lạc như tâm giống nhau, có một cái hướng trong cái tâm thiền đó, nó còn cái hướng thì cái tượng thì giống nhau, họ tượng giống nhau, thành là họ biết nhau chứ chị, nhìn mình suy bụng ta ra bụng người, nhìn mình là biết người khác, là bởi vì cùng một cái tượng, còn mình là nói suy bụng ta ra bụng người là khó lắm, bởi vì cái tượng khác nhau mà suy bụng ta ra bụng người làm ra mà ra được, tuy nhiên phải tế gì làm phải khéo lắm nó mới đúng một phần nào đó thôi. Còn cái cõi này là tượng giống nhau mà thân khác nhau, là cõi sơ thiền. Mà do tu người nào ở trong cuộc đời này mà tu chứng sơ thiền, thinh linh mà chết, hóa thân chẳng hạn là sanh về cõi sơ thiền này. Hệ tu ở đây chứng sơ thiền thì sau khi chết được sanh về cõi trời phạm, đại phạm hay phạm thiên. Và cõi thức trụ thứ ba, có các loài hữu tình này, các tự khéo thân là một mà tượng là khác. À xin lỗi, cái loài mà loài phạm chúng thiên ấy là... thân là khác mà tượng là một đấy hả? Chứ bây giờ loài tiếp theo là thân là một mà tượng là khác. Ví như Quan Âm Thiên, đây là thức trụ thứ ba. Thân là một mà tượng là khác. Thì gọi Quan Âm Thiên là cái gọi ánh sáng, thân ánh sáng cả. Tất cả cái thân của trời nhị thiên này là toàn thân ánh sáng, giống nhau hết, nhưng mà tượng lại khác. Tượng qua nhị thiên thì có lẽ khác nhau ở từ chỗ hỷ lạc á, trong cái đỉnh nó khác nhau hỷ lạc. Còn khi ở cái gọi nhị thiên này thì tâm tử mất rồi. Có cái hỷ lạc khác nhau, thành thử có cái tâm khác nhau, cái tượng khác nhau. Thân là một mà tượng là khác, đó là Quan Âm Thiên. Đây là thức trụ thứ ba, cõi này là cõi nhị thiên của sắc giới. Vì nào trong cuộc đời này tu để nhị thiên mà chết thì sau khi chết được sanh về nhị thiên. Cõi thứ tư, có các loài hữu tình này, các tỷ khéo thân là một mà tượng là một, ví như chư thiên ở biến tình. Đây là thức trụ thứ tư, là gọi cõi thiên thứ ba bên sắc giới ấy. Thì thân cũng một mà tượng cũng một, cả vì thương thân giống nhau và tượng giống nhau. Cõi này có thức, có mặt, có thức. Có cái cõi thứ tư đấy không nói, cái cõi tứ thiên không nói, là bởi vì từ tứ thiên á mà trở đi là có một cái tâm, có một cái thiên tâm giống nhau, cho nên trong đoạn kinh này cái cõi thứ ba đó rồi xong ba tam thiên thì nói tiếp đến cả cái cõi từ tứ thiên trở lên, đi lên từ không luôn. Có các loài hữu tình này, các tỷ kheo toàn các sắc tưởng, đó vượt qua cả tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến hư không vô biên sự, không tác ý chỗ này nhất tâm, xả nhất tâm, rồi không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến hư không vô biên sự, biết rằng hư không là vô biên. Đây là thức trụ thứ năm, đây là cái cõi thứ năm mà có thức. Hư không biên sự các vị vô nhị thiền rồi tâm nhu nhuyễn được hướng tâm về hư không, thấy rằng hư không là vô biên. Và các vị nhập vào thì không có biên sự. Và tiếp theo, các loài hữu tình này, các tỷ kheo vượt hoàn toàn hư không vô biên sự, đạt đến thức vô biên sự, biết rằng thức là vô biên. Đây là cái thức trụ thứ sáu, và đây cũng là về từ tứ thiên dẫn tâm đến, mà dẫn đến thức là vô biên. Do hư không là vô biên nên biết rằng thức là vô biên, bởi vì ở đâu có hư không ở đó có thức biến. Cho nên do hư không vô biên nên thức vô biên, các vị hướng tâm đến thức vô biên xứ, và vị này nhập vào thì cõi cảnh giới thứ hai của vô sắc là thức vô biên xứ. Ở đây có các loài hữu tình này, các tỷ kheo vượt hoàn toàn thức vô biên xứ, đạt đến vô sở hữu xứ, biết rằng không có vật gì. Đây là thức trụ thứ bảy. Tuy nhiên ở nơi chỗ mà vô sở hữu xứ là cái cảm nhận, cái cảm nghiệp của cái tâm lý của các vị này tu ngang đây là vậy thôi. Giống như mình là con người thì mình cảm nghiệp như thế này, mình cảm nghiệp như mình đang cảm nghiệp đây. Còn cái cõi này mà các vị thanh thiên để cõi vô sở hữu xứ ở trong cái đỉnh của tứ thiên của đại đỉnh ấy, thì nếu khởi trú tâm vào hư không là vô biên thì tâm nó đi đến cái cảnh giới không vô biên sự, mà khởi tâm là thức là vô biên sự thì đi vào cảnh giới thức vô biên sự. Nhưng mà đến một cái độ thiên quang của họ thì họ thấy hoàn toàn không có gì cả, là bởi vì tất cả các pháp các ngã tướng có, tất cả đều những cái duyên hợp lại mà thôi. Ở trong cái điều kiện này các vị cảm nhận là thấy hoàn toàn sự có mặt, gọi là vô sở hữu ấy, mà thấy không có sự nào có mặt cả, vô sở hữu sự. Cái này trong thiền định có cái vô sở hữu sự này, thì chỗ này là chỗ có thức làm việc, mà không biết là không có vật nào có cả, nhưng có cái biết rằng không có vật nào cả có cả, nhưng đây có sự có mặt của thức đấy, ghi nhận như vậy thành có mặt của thức. Đây là cái chỗ thứ bảy mà thức có mặt. Này các tỷ kheo, có bảy thức trụ này, đó là bảy cảnh giới mà có mặt của thức đấy. Lấy cái cõi mà cõi phi tưởng y tưởng xứ không có đi ở đây, nhưng cõi đó không có mặt của thức, là bởi vì cõi đó gọi là phi tưởng, phi tưởng. Ở nào có tưởng ở đó có thức, ở đó có thức ở đó có tưởng. Mà chỗ này là chỗ phi tưởng, phi tưởng, là cái chỗ này cái tưởng
nó nhỏ nhiệm đến độ mà gần như không có, như có như không. Thành nói là không có tượng cũng không đúng, là bởi vì có cái tượng nhỏ nhiệm, cho nên vừa nói phi tượng, phi tượng, không phải tượng mà cũng phải không phải tượng. Tuy nhiên hẳn có tượng, một tượng nhỏ nhiệm, chỗ đó không có mặt có thức, chỗ này là chỗ thức không có mặt, cho nên khó hoạt động. Thì không điều động nhờ thức mà dùng thiền mà hành thiền quán được, mà thức không vận động được thì không hành thiền quán sâu xa, thì cái trí tuệ giải thoát khó đến. Cho nên cái chỗ này là chỗ Đức Phật dạy thường thường tránh. Một vị tu sĩ ngã vô sở hữu xứ thì tu tứ vô lượng tâm để đi vào diệt thọ tưởng định, băng qua cái vô phi tưởng tưởng xứ để vào diệt thọ tưởng định. Cho nên khi có hai cái cảnh giới, một cảnh giới vô tưởng ở tứ thiền và cái phi tưởng tưởng xứ, là người tu cần phải tránh. Khi nào thì kỷ niệm nhắc nhở mình trước khi vào thiền rằng là đừng bao giờ khởi tâm hướng tâm về cái cõi trời vô tưởng và cõi phi tưởng tưởng xứ. Chỗ này thời gian sống lâu dài lắm, sống như núi trời đất lâu dài lắm mà cái thức nó không làm việc, không có mặt, cho nên khi khó giác ngộ. Thành chỗ này gọi là nạn xứ, đối với giải thoát thì đây là nạn xứ. Tôi xin đi đến đoạn tiếp. Tư lương cho định, đây là tất cả cái hành tăng gọi là tư lương, tất cả cái điều mà để sửa soạn làm tô điểm cho định, làm tăng trưởng định, làm cho định mạnh thêm thì gọi là tư lương cho định. Này các tỳ kheo, có bảy tư lương. Bảy tư lương này của định thế nào là bảy? Chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh chính tấn, chánh niệm, nhất tâm. Này các tỳ kheo, được bảy chi phần này làm tư lương, đây gọi là thánh chánh định. Này các tỳ kheo, với các sở y, với các tư lương. Trong cái đoạn này dễ hiểu mà. Trong bát hành đạo là có từ chánh kiến, cho thì cái mà tạo thành chánh định là chính bảy chi phần kia tạo ra, bảy cái kia gọi là tư lương của định. Cho nên thì trong này nó là có từ chánh kiến cho đến chánh niệm, mà cái đó là sửa soạn cho chánh định. Và chánh định đây gọi là nhất tâm, đây là muốn nói tứ thiền, đi vào từ tứ thiền, thiền đến ba cái cõi tứ khấp đó. Mà ngài nhấn mạnh, Đức Phật thường nhấn mạnh là tứ thiền nhất tâm, xả nhất tâm. Mà muốn được cái nhất tâm này thì phải hành trì bảy cái kia, là hành ra là bảy kia là điều kiện nó trợ giúp, nó tạo thành để có được cái nhất tâm này của thiền định này. Thành muốn có cái nhất tâm thiền định này thì phải hành bảy cái kia. Tuy nhiên chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, niệm, chánh tính tấn, tất cả là bảy cái chi phần đó phải hành thì để mới, và bảy chi còn chi phần đó phải thường hành thì cái chi phần nhất tâm mới được nuôi dưỡng. Chi phần chánh niệm, chánh tính tấn và chánh định nó thuộc về định uẩn, còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng thuộc về diệt, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ uẩn. Thì như vậy trong một cái định hẳn có mặt là phải có mặt luôn cả ba cái. Tuy nhiên là giới định tuệ không bao giờ đối đạo Phật mà tách rời ra cả. Trong giới là có mặt định và tuệ, trong định có mặt giới và tuệ, và trong tuệ có mặt giới và định. Ba cái nó gắn chặt ba phần của một cái thực thể, giống như ba phần của người, đầu mình và tay chân, không thể thiếu cái đầu gọi là con người được. Mà con người cũng thiếu tay chân đi, kể ra thiếu tay chân thì cũng gọi được, nhưng mà hẳn cũng thành con người rồi. Thiếu tay chân thì hẳn cũng thành người. Đại khái là thân thể người ta chia làm ba phần, đầu mình và tay chân, nhưng mà thực ra là ba này là một của một con người, chứ không thể ba cái giới định tuệ cũng vậy, nó của một cái thực thể, chứ hẳn thể tách rời ra được. Mấy cái này thì quý Phật tử phải nắm cho vững, là khi học bát thành đạo cũng vậy. Thành thử của một người tu mà không gọi tạo chẳng tư duy mà gọi là tu theo đạo Phật là không được. Thành thử muốn tu một cái bước đi đầu tiên, đi được cái bước đầu tiên mà đúng là phải có chẳng kiểu về đạo Phật, rồi phải có chẳng tư duy đạo Phật, thì từ đó mình làm việc chỉ hẳn đúng đạo cả. Nếu như không có chẳng kiểu chẳng tư duy thì làm việc chỉ sai đạo cả. Dù cái bụng lòng của mình hướng về Phật và mình muốn giải thoát thực sự, nhưng mà cái muốn chưa đủ. Khi nào có trí tuệ mình thực sự là Phật sự, còn không có cái trí tuệ của đạo Phật, không có chẳng kiến, có chẳng tư duy thì không thể có chẳng niệm, mà từ đó không thể có chánh mạng, không thể có chánh nghiệp, không thể vắng, thể có chánh niệm, chánh định gì hết. Là bởi vì cái nỗ lực mà cứ đi tới mà tâm thì tư duy sai, không có chánh kiến thì thành ra là tà tính tánh. Mà niềm tưởng, nỗ lực để niềm tưởng, dù là niềm tưởng để giải thoát và trí tuệ thì đã vốn có chánh kiến, thì niệm về tà huệ chứ không phải là trí tuệ, tà kiến mà thôi, thì cái đó là tà niệm. Nỗ lực để mà hành động làm các Phật sự thì cũng thành ra tà hành, tà mạng, vân vân, tà ngư, tà nghiệp đó, chứ không thể mà gọi là vô chánh được. Thành thử muốn đi vào giải thoát thì trước hết phải có chánh kiến và chánh tư duy. Mà muốn có chánh kiến và chánh tư duy thì là phải nghe thường xuyên, phải học thường xuyên, phải thảo luận thường xuyên về các lời Đức Phật dạy. Còn nếu như không nghe, không học, không thảo luận thì khó mà có chánh kiến. Bởi vì cái nghe, học đó, vì thảo luận đó là hằng vừa làm sinh khởi chánh kiến và nuôi dưỡng chánh kiến.
Còn nếu như một người Phật tử mà không chịu hoạt động về mặt này, về văn, thì văn và tư mà không hoạt động thì không làm năng tu được, không làm năng hành được. Văn và tư là đó là nghe về Phật Pháp, rồi tư duy về Phật Pháp và thảo luận về Phật Pháp. Đó là văn và tư để nuôi dưỡng chánh kiến, để từ đó có chánh tư duy và từ đó hành được bậc hành đạo. Đến đoạn tiếp theo là lửa. Này các tỷ kheo, có bảy loại lửa. Thế nào là bảy? Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cúng kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng được cúng dường, lửa cùi. Này các tỷ kheo, có bảy loại lửa này. Và tiếp theo, một thời Thế Tôn của Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika, lúc bấy giờ một tế đàn lớn đang được thiết lập cho bà Lambon Udgata Tassarira. 500 con bò được dắt đến trụ tế đàn, 500 con nghệ được dắt đến trụ tế đàn, 500 con nghệ cái được dắt đến trụ tế đàn, 500 con dê được dắt đến trụ tế đàn và 500 con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi bà Lambon Udgata Sarira đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, bà La Môn Ugatara Sarira thưa với Thế Tôn: tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama, nhen nhúm ngọn lửa và lừng lên cái trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này bà La Môn, ta cũng có nghe nhen nhúm ngọn lửa và dừng lên cái trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, bà La Môn Ugatara Sarira thưa vị Thế Tôn: tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama, nhen nhúm ngọn lửa và dừng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, bà La Môn Ugatha Sarira thưa vị Thế Tôn: tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama, nhen nhúm ngọn lửa và dừng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này bà La Môn, ta cũng có nghe nhen nhúm ngọn lửa và dừng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy thưa tôn giả Gotama, chúng ta đồng một mục đích. Tôn giả Gotama và chúng tôi, thật vậy, chúng ta hoàn toàn đồng nhau, đồng quan điểm. Nói cũng hơi kiêu mạn, chúng ta hoàn toàn đồng quan điểm. Được nghe nói về tôn giả Ananda, nói về bà La Môn Ugata Sarira: này bà La Môn, không nên hỏi Như Lai rằng tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama, nhen nhúm ngọn lửa và dừng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này bà La Môn, cần hỏi Như Lai như sau: bạch Thế Tôn, con muốn nhen nhúm một ngọn lửa, con muốn dừng lên trụ tế đàn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo dưỡng cho con. Bạch Thế Tôn hãy truyền dạy cho con để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Rồi bà La Môn Ugata Sarira bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dừng lên trụ tế đàn. Thưa tôn giả Gotama hãy giáo dưỡng cho con. Tôn giả Gotama hãy truyền dạy cho con để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn dừng lên ba cái kiếm bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Thế nào là ba? Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn khởi lên ý nghĩ: chừng ấy con bò đực cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghệ đực cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghệ cái cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con dê cần phải dịch cho lễ tế đàn, chừng ấy con cừu cần phải dịch cho lễ tế đàn. Vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phí công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đi đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn dừng lên ý kiếm thứ nhất: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn nói như sau: hãy giết chừng ấy con bò đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy nghệ đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con nghệ cái cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con dê cái cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn. Vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn dừng lên ngự kiếm thứ hai: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dừng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn từ mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết cả con bò đực cho tế đàn, từ mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết cấm nghệ đực
cho lễ tế đàn, từ mình bắt đầu khởi sự công việc, hãy giết các con nghề cái cho lễ tế đàn, từ mình bắt đầu khởi sự công việc, hãy giết các con dê cho các lễ tế đàn, từ mình bắt đầu khởi sự công việc, hãy giết các con cừu cho lễ tế đàn, vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức, lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện, lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành, lại tìm đường con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhanh dùng ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn dựng lên thân kiếm thứ ba, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này Bà La Môn, người nhanh dùng ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn dựng lên ba cái kiếm này, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Thế nào là ba? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì sao? Này Bà La Môn, lửa tham cần phải đoạn diệt, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Tôi ngưng ngang đây, cả dài quá, bởi vì tôi đi nói trình bày lần.